Thưa quý vị và các bạn, theo những thông tin mới nhất từ trang News One của Hàn Quốc, Sở Cảnh sát Seoul đã tiến hành khởi tố, không giam giữ và điều tra nam ca sĩ G-Dragon, tên thật là Kwon Ji-yong, với cáo buộc vi phạm đạo luật quản lý ma túy. Theo đó, quyết định này được đưa ra sau khi nam diễn viên Lee Sun-kyung, người cũng đang phải đối mặt với cáo buộc sử dụng ma túy, đã bị bắt trước đó. Theo Cảnh sát Seoul, cuộc điều tra đang tiếp tục diễn ra nên lực lượng chức năng không thể tiết lộ chi tiết cụ thể. Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, công ty chủ quản trước đây của nam ca sĩ G-Dragon là YG Entertainment đã lên tiếng xác nhận không biết về cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy của G-Dragon. Hiện YG Entertainment đang xác nhận lại thông tin này. Trong quá khứ, G-Dragon cũng từng gặp rắc rối khi sử dụng cần sa ở một hộp đêm tại Nhật Bản. Kết quả xét nghiệm tóc của nam idol cho thấy anh dương tính với chất cấm. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nam ca sĩ chỉ bị cảnh cáo và được hưởng án treo, không truy tố vì chứng minh được có người cố tình gài bẫy anh. Thưa quý vị, mới đây, với những gì thể hiện tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2023, chuyên trang Miss Sociology dự đoán đại diện Việt Nam là hậu Phương Nhi có khả năng đạt ngôi vị cao nhất. Được biết, Hoa hậu quốc tế 2023, Miss International 2023 đã đi đến chặng cuối. Phương Nhi là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay. Người đẹp được đánh giá có vẻ đẹp ngọt ngào, tiếng Anh tốt, phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Được biết, Phương Nhi vẫn đang giữ phong độ khá ổn định. Người đẹp đang dẫn đầu về số lượng bình chọn trong cuộc bỏ phiếu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với những gì thể hiện tại cuộc thi, Phương Nhi hiện đang được đánh giá tốt tại cuộc thi năm nay. Thậm chí, trang Miss Sociology dự đoán Phương Nhi sẽ đăng quang Hoa hậu quốc tế 2023. Miss Sociology giải thích việc đưa ra bảng xếp hạng này vì nhiều chuyên gia sắc đẹp cho rằng năm nay các người đẹp ở Đông Nam Á sẽ bứt phá. Hiện tại, Phương Nhi tập trung cho đêm chung kết diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 26 tháng 10 theo giờ Việt Nam ở nhà thi đấu số 2 sân vận động quốc gia Judogi Tokyo, Nhật Bản. Dù được kỳ vọng nhưng thời gian qua Phương Nhi vẫn vướng phải tranh cãi về mặt kiến thức. Việc người đẹp bị chê bai khi nói Campuchia không phải là Cambodia. Sau đó cô đã lên tiếng nhận lỗi và rút kinh nghiệm. Tối ngày 24 tháng 10, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên gây chú ý khi tham dự lễ trao giải Her World Awards. Tại đây, mỹ nhân chính X nhận về lời tán thưởng khi được vinh danh ở giải thưởng danh giá. Her World Awards Shine Your Way là sự kiện trao giải với mục đích vinh danh những người phụ nữ đã tỏa sáng trong thế giới của chính mình, truyền cảm hứng mạnh mẽ và tạo ra sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Góp mặt tại thảm đỏ của lễ trao giải, Nguyễn Thúc Thủy Tiên tiếp tục khẳng định phong độ của Hoa hậu quốc tế với diện mạo chỉnh chu, hút mắt. Đặc biệt trong sự kiện này, Miss Grand International 2021 được vinh danh ở hạng mục Mỹ nhân của năm. Hoa hậu Thủy Tiên là cái tên phổ biến với đông đảo khán giả kể từ sau chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc đình đám Miss Grand International 2021. Hành trình vươn tới danh hiệu cao quý của người đẹp này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người. Với thành công tại đấu trường nhan sắc lớn, cô không chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật mà còn chăm chỉ với nhiều dự án thiện nguyện, hoạt động cộng đồng qua 13 quốc gia. Ở mỗi nơi đi qua, Hoa hậu sinh năm 1998 để lại dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh của người phụ nữ Việt, xinh đẹp, năng động và giàu lòng yêu thương. Tiếp theo chương trình là tin tức đáng chú ý khác. Sáng 25 tháng 10, công ty đấu giá Hợp Danh Việt Nam đưa 110 biển số xe lên sàn đấu giá trực tuyến. Đáng chú ý, ở khung giờ đầu tiên của buổi sáng, biển số 36A Ngũ Quý 9 được đưa ra đấu giá lại có mức trúng đấu giá hơn 5 tỷ đồng. Cụ thể, ở khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ, biển số 36A Ngũ Quý 9 được người mua chốt giá cao nhất với hơn 5,2 tỷ đồng, thấp hơn mức giá trong lần đầu tiên lên sàn. Biển số 36A Ngũ Quý 9 từng trúng đấu giá ở mức là 7,47 tỷ đồng ngày 15 tháng 9. Tuy nhiên khách hàng đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cũng trong phiên đấu giá sáng nay, biển số xe tải Hà Nội 29K04444 được chốt giá với mức là 0 đồng. Như vậy là trong 6 biển số lên sàn ngày 15 tháng 9 nhưng mà không được khách hàng hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hiện nay đã có 3 biển số được đưa ra đấu giá lại. Đó là 51K Ngũ Quý 8, 36A Ngũ Quý 9, 47A 59999. Môi trường đầu tư thuận lợi tiếp tục là yếu tố thu hút nhà đầu tư nước ngoài đăng ký dự án đầu tư mới và giải ngân vốn đầu tư trong năm 2023. Điều này giúp dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam được duy trì tích cực trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường. Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài FDI đạt hơn 15,9 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong giai đoạn 2018 đến 2023.
Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh bất động sản là hai ngành đứng đầu về thu hút nguồn vốn này. Các đầu tư thứ cấp ở nước ngoài thì đang dịch chuyển sang Việt Nam là một cái làn sóng rất lớn. Đây, chính vì vậy là đối với doanh nghiệp tôi thì đang thu hút được rất nhiều các nhà đầu tư FDI lớn, nhất là MacVity là một cái đơn vị cũng lớn, tổng mức đầu tư là 103 triệu UT, và Bwit cũng 50 triệu UT, rồi KCL, rồi Vĩnh Hàn, rồi Văn Qua, rồi Nichay, tức là rất nhiều đơn vị thứ cấp của Nhật đang thu vào cái khu nghiệp của tôi. Để thị trường đang rất là sôi động và chúng tôi cũng muốn đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp về cái thời gian hoạt động dự án. Các chuyên gia nhận định kết quả trên cho thấy các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những tháng đầu năm đã mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư. Cái thể chế, tức là khuôn khổ pháp luật Việt Nam chúng ta ngày càng được hoàn thiện, nhất là năm nay khi mà chúng ta quyết định là thông qua nhiều luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản cộng với các lĩnh vực liên quan khác, thì tôi nghĩ là nó sẽ tạo ra một cái hành lang pháp lý khá là đồng bộ để chúng ta thúc đẩy thị trường này phát triển lành mạnh hơn thời gian tới. Ý cuối cùng là thời gian vừa qua thì Quốc hội và Chính phủ rất quyết liệt đồng hành để tháo gỡ nhiều cái điểm nghẽn rào cản cho thị trường bất động sản. Và trong đó có cả những cái phân khúc mà nhà đầu tư ngoại quan tâm, ví dụ bất động sản khu công nghiệp, rồi bất động sản nhà ở, bất động sản văn phòng, phòng cho thuê. Theo nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Từ đầu năm 2023 đến nay, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông kết nối các địa phương cũng như liên vùng đã được khởi công. Đây là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Diện tích nuôi cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện khoảng 6.000 hecta với sản lượng trên 1,5 triệu tấn và là một trong những đối tượng thủy sản nuôi chủ lực phục vụ xuất khẩu. Năm 2022, xuất khẩu của ngành hàng cá tra của Việt Nam đã đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ và có mặt tại 140 thị trường trên thế giới. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, ngành hàng cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đang hướng đến sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chế biến, bảo quản và vận chuyển, nhằm nâng cao giá trị kinh tế bền vững của ngành hàng, giá trị tỷ đô của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long được nuôi chủ yếu tại một số tỉnh thành ở vùng đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Bến Tre. Theo Chi cục Thủy sản Cần Thơ, kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia giỏi nhằm giải quyết từ khâu thiết kế đến khâu cuối cùng tái sử dụng, tái chế chất thải. Hiện đã có nhiều nghiên cứu nhằm khép kín chuỗi sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, như sử dụng nước thải nuôi cá tra cho canh tác lúa hay nuôi tảo sinh khối, sử dụng bùn thải làm phân bón cho cây trồng. Qua đó sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ ngành công nghiệp chế biến cá tra. Và để thực hiện được mục tiêu, cần hình thành vùng sản xuất tập trung, liên kết chuỗi ngành hàng để đưa công nghệ vào sản xuất trong phát triển kinh tế tuần hoàn.